Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ bảy ngày 4 tháng 5 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phản ánh chuyến công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cùng đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam làm việc tại Brazil và Cuba. Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Sản lượng vải Phù Cừ đạt cao so với nhiều năm trước. Cần đẩy nhanh lắp đặt hệ thống nước sạch ở Văn Giang. Thôn Lưu Xá phát huy hiệu quả chủ trương Bí thư chi bộ là trưởng thôn. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cùng đoàn cán bộ cấp cao của Quốc hội Việt Nam do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm làm việc tại hai nước Brazil và Cuba. Tại Brazil, đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Phó Tổng thống Brazil, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm, bàn các biện pháp hợp tác để mạnh các hoạt động của Quốc hội mỗi nước. Tiếp đó, đoàn làm việc với lãnh đạo thủ đô của Brazil là Brasilia. Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và lãnh đạo thủ đô nước bạn đều nhất trí cần tăng cường hợp tác để cùng phát triển. Làm việc với Viện Nghiên cứu Kinh tế Brazil, đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội của Brazil. Mong rằng lãnh đạo Viện Nghiên cứu Kinh tế Brazil trong thời gian tới tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi hợp tác để cùng phát triển. Cũng tại đất nước Brazil, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến thăm, làm việc với cán bộ công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil. Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm tại Brazil, đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam lên đường sang thăm đất nước Cuba. Tại đây, đoàn đã có buổi làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. Đồng chí trưởng đoàn công tác Quốc hội Việt Nam yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên đại sứ quán làm tốt nhiệm vụ là cầu nối để tăng cường hợp tác giữa hai nước, quảng bá những hình ảnh về Việt Nam đến bạn bè Cuba và các nước trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cũng tại Cuba, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Viện Kiểm sát tối cao Cuba. Hai bên đã trao đổi công tác kiểm sát của mỗi nước, đề xuất những nội dung hợp tác sẽ triển khai trong thời gian tới, tăng cường phối hợp, thường xuyên chia sẻ công tác kiểm sát của mỗi nước. Tiếp đó, đoàn đã làm việc với lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Hai bên đã trao đổi công tác tuyên giáo mỗi nước, trong đó đề cao vai trò tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tiếp đó, đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Quốc hội Cuba. Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội Cuba đánh giá rất cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là từ khi thực hiện chính sách mở cửa, hợp tác hội nhập với các nước trên thế giới dựa trên nguyên tắc độc lập tự chủ, hợp tác cùng có lợi. Lãnh đạo Quốc hội hai nước đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội, bàn các biện pháp để đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Cũng tại buổi hội đàm giữa lãnh đạo Quốc hội hai nước, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên là thành viên của đoàn công tác đã giới thiệu những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên sau hơn 20 năm tái lập với Quốc hội Cuba. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ những kinh nghiệm phát triển của tỉnh Hưng Yên từ việc chuyển đổi kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến phát triển các làng nghề, ngành nghề dịch vụ để tận dụng vị trí giáp thủ đô Hà Nội. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các tổ chức quần chúng và xã hội trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và việc hình thành các hợp tác xã, tạo nên các dây chuyền sản xuất sản phẩm khép kín, đảm bảo năng suất, chất lượng tốt. Chuyến thăm và làm việc của đoàn cán bộ cấp cao Quốc hội Việt Nam tại hai nước Brazil và Cuba đã thành công tốt đẹp, được phía bạn đón tiếp trọng thị và chu đáo. Trong chuyến đi này, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, vừa là thành viên của đoàn công tác, vừa là đại diện cho nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Brazil của Quốc hội Việt Nam đã có những chia sẻ về kết quả của chuyến đi. Có thể nói Brazil và Cuba đều là các nước thuộc châu Mỹ. Brazil là cái quốc gia có diện tích đất đai rất là rộng lớn với hơn 200 triệu dân. Đặc biệt bạn còn có rừng rậm Amazon được mệnh danh là lá phổi xanh của trái đất. Cuba thì như các bạn đều đã biết đấy, đất nước Cuba
có mối quan hệ chặt chẽ, nghĩa tình, bền chặt với cách mạng Việt Nam và nhân dân ta. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam làm việc theo một cái lịch trình công tác khá dày đặc với nhiều nội dung, nhiều buổi làm việc và các cái cuộc tiếp xúc nhằm khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam với hai quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng ta là đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam của chúng ta làm bạn với các nước trong khu vực và quốc tế trên cơ sở bình đẳng và nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau. Việt Nam hiện nay có mối quan hệ thương mại hai chiều với Brazil đạt khoảng 4,4 tỷ đô la Mỹ, lớn nhất trong các nước thuộc khối châu Mỹ Latin. Trong dịp này, chính phủ của Brazil mới được bầu cử sau 4 tháng. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam là một trong số các đoàn đầu tiên đến thăm và làm việc với bạn. Đây cũng là dịp mà Brazil và Việt Nam kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị. Bạn cũng vừa thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Brazil Việt Nam. Thời điểm đoàn ta đến cũng đúng vào dịp mà bạn tổ chức kỷ niệm 59 năm thành lập thủ đô Brasilia. Qua làm việc tại Brazil thì đoàn của chúng ta được ngài phó tổng thống, rồi ngài chủ tịch thượng viện, ngài phó chủ tịch thứ nhất hạ viện, bà bộ trưởng bộ nông nghiệp, nhóm hữu nghị Brazil Việt Nam và một số tổ chức khác bạn tiếp và làm việc. Có thể khẳng định là bạn đã đánh giá rất cao sự thành công của Việt Nam trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Brazil cũng như mối quan hệ hợp tác kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thu hút phát triển công nghiệp. Qua trao đổi, bạn thấy rõ hơn Việt Nam của chúng ta là thành viên rất có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chúng ta cũng đã đề nghị bạn ủng hộ Việt Nam tham gia ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Phía bạn đã thể hiện cái thiện chí ủng hộ Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt trong chuyến đi công tác lần này của đoàn Quốc hội Việt Nam thì còn tiếp tục khẳng định sâu sắc hơn nữa quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam và Cuba, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua các cuộc làm việc với Chủ tịch Quốc hội của bạn, Hội hữu nghị Việt Nam Cuba, Ban đối ngoại Trung ương, trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư pháp với các cơ quan viện kiểm sát, rồi cơ quan kiểm toán của bạn. Đặc biệt về phía bạn đã đánh giá rất cao những cái thành tựu phát triển kinh tế, như xã hội, công tác đối ngoại và đổi mới thành công của đất nước ta. Bạn rất quan tâm trao đổi kinh nghiệm, nhất là khi phía bạn hiện nay đang còn khá nhiều bỡ ngỡ khi tiến hành công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội ở Cuba. Trong bối cảnh bạn đang bị bao vây cấm vận nên còn khó khăn rất nhiều mặt, đặc biệt là khó khăn về kinh tế. Được sự phân công của đồng chí Uông Trung Lưu, trưởng đoàn công tác, tôi cũng đã may mắn được báo cáo trước tập thể lãnh đạo Quốc hội của bạn về những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề cần tập trung giải quyết trong phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh ta. Đặc biệt là cái kết quả đạt được của tỉnh ta sau hơn 20 năm tái lập tỉnh. Trong cái quá trình thực hiện 30 năm đổi mới của đất nước, có thể nói là báo cáo của tỉnh ta được coi như một ví dụ minh họa cho sự thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam và đã được phía bạn đặc biệt quan tâm và chú ý lắng nghe. Về cảm nhận chung ấy, thì có thể khẳng định
chuyến công tác đã đạt được cái yêu cầu như trong cái kế hoạch đề ra. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Sự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Năm 2018, trước các diễn biến của tình hình thời tiết gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và cơ quan chức năng tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực xung yếu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Phân công thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo, chỉ huy, điều hành công tác ứng phó, khắc phục thiên tai kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. Gắn việc triển khai phương châm 4 tại chỗ trong đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã, đã hỗ trợ việc khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa dông tại xã Dân Tiến, Việt Hòa, huyện Khoai Châu, xử lý cấp bách sự cố nứt đê tả sông Hồng đoạn từ K91+250 đến K91+700, huyện Khoai Châu, sửa chữa khẩn cấp cầu tràn qua sông Quảng Lãng, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi và một số công trình khác phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Năm 2019, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai, thực hiện theo phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, đồng thời lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các quy hoạch xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo an toàn dân cư, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi, đê điều trước mùa mưa lũ, xây dựng phương án trọng điểm, phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị vật tư nhân lực phục vụ phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương trong tỉnh cần nghiêm túc đánh giá những tồn tại hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân nhằm chủ động đưa ra phương án ứng phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra. Các sở ngành, cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tăng cường quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các trường hợp vi phạm, củng cố hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo, đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống. Đồng chí nhấn mạnh. Đối với Sở Nông nghiệp, thì tổ chức hội nghị nghe trực tiếp và tham gia ý kiến để hoàn thiện kế hoạch các phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở các sở ngành, các huyện, nhất là các huyện, và hoàn thành trong tháng 5, và chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, rồi các địa phương chống úng nội đồng hiệu quả, không để úng lụt trên diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất cũng như là đời sống của nhân dân. Thế đây là một nội dung rất quan trọng. Trước khi bão về, trước khi có dự báo mưa lớn thì phải bơm gạo, nước đệm, rồi điều hành cái lịch sản xuất gieo cấy làm sao nó chấp hành nghiêm cái kỷ luật. Đặc biệt là chi cục đê điều phải đẩy nhanh cái tiến độ thi công đê sông Luộc, rồi các công trình trên đê sông Luộc, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình, đúng thiết kế dự toán và đúng theo quy định. Sở Nông nghiệp là kiểm tra, sửa chữa, vận hành, chạy thử 100% các công trình trạm bơm tiêu úng, hệ thống cánh cống ra sông ngoài, vận hành, kiểm tra, hư hỏng thì phải sửa chữa, tham mưu sửa chữa. Các huyện cũng vậy. Tất cả các huyện có cống ra sông ngoài là phải được kiểm tra cánh cống, lưng lên hạ xuống, vận hành thử rồi kiểm tra chất lượng. Sử dụng cống dưới đê trong mùa mưa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng mở. Các cống chưa có quy trình vận hành thì khẩn trương tháng 5 là phải báo cáo ban tỉnh cái quy trình vận hành các cái cống. Phải đặc biệt quan tâm những cái nơi sạt lở nguy cơ cao, phải di dời dân đi. Rồi phối hợp chặt chẽ với quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị cái hộ đê, rồi phòng chống thiên tai. Chỉ đạo chi cục đê điều phải quản lý các tuyến đê, các huyện, thành phố, tổ chức lực lượng kiểm tra, tuần tra, phát hiện, thông báo các cấp độ báo động trên đê. Đối với hoạt động của các bến khách ngang sông, các mỏ khai thác cát, các bến cát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu
phải phân loại rõ ràng cây nào không được cấp phép, cây nào trong quy hoạch để từ đó có các phương án quản lý tốt nhất, không để xảy ra tình trạng sai phạm. Công an tỉnh cần tăng cường lực lượng xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải chạy trên hai tuyến đê sông Hồng và sông Luộc. Huyện nào để xảy ra tình trạng xe quá khổ quá tải thì người đứng đầu huyện đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời, mỗi địa phương phải tổng kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, các công trình dưới đê, phát hiện những hư hỏng và các yếu tố bất lợi đe dọa an toàn đê điều. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Park Ju-won, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Busan, Hàn Quốc, nhằm tuyển dụng lao động tỉnh Hưng Yên làm việc tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Busan, Hàn Quốc hiện có 1.500 doanh nghiệp vừa đào tạo, vừa tiếp nhận lao động. Hiệp hội mong muốn được thu hút lao động tại tỉnh Hưng Yên sang làm việc tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Busan đã dành thời gian về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí giới thiệu về vị trí địa lý, truyền thống văn hóa, dân số và con người Hưng Yên, đồng thời bày tỏ mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư xây dựng trường đại học tại tỉnh Hưng Yên và vận động các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng tình ủng hộ chủ trương hợp tác xuất khẩu lao động sang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Busan, Hàn Quốc. Đồng chí giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Việc làm, các trường đại học cao đẳng và trường dạy nghề phối hợp đào tạo và tuyển dụng, xuất khẩu lao động để hợp tác sớm được ký kết, triển khai, thực hiện. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, vải Lai U là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nhiều xã ở huyện Phù Cử. Năm nay, sản lượng vải dự kiến giảm 20% so với năm ngoái, nhưng vẫn đạt khá cao so với các năm trước. Hiện tại, tổng diện tích trồng vải của toàn huyện là trên 650 ha, trong đó 350 ha đang trong thời kỳ cho thu quả, tập trung chủ yếu ở xã Tam Đa, Minh Tiến và Tiên Tiến. Năm nay, thời tiết bất thuận, tỷ lệ vải ra hoa đậu quả ở mức trung bình. Ước tính sản lượng đạt khoảng 7.500 tấn, giảm 20% so với năm ngoái. Hiện nay, quả vải đang trong thời kỳ phát triển cùi, bà con nông dân để mạnh chăm sóc và phòng ngừa sâu bệnh để hạn chế tình trạng rụng quả. Quả vải có mẫu mã đẹp, không bị sâu đầu, dự kiến khoảng 20 ngày nữa vải bắt đầu cho thu hoạch. Huyện Văn Giang hiện có gần 30% hộ sử dụng nước sạch do các nhà máy nước cung cấp, trong khi đó nhu cầu theo như đăng ký là khoảng 80%. Theo đó, số hộ sử dụng nước sạch trên toàn huyện là khoảng gần 900 trong tổng số 31.000 hộ. Trong đó các xã Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ, Cửu Cao và Sơn Quan hiện chưa có đường ống hoặc chưa tiến hành đấu nối cho người dân sử dụng. Nguyên nhân là do các đơn vị chưa quyết liệt chỉ đạo đôn đốc các nhà máy đẩy nhanh tiến độ. Một số tuyến đường ống nước trong các thôn xóm lắp đặt chậm, không dứt điểm, dẫn đến một số khu dân cư có nhu cầu sử dụng nhưng chưa được đáp ứng, chưa có đường ống dẫn nước để đấu nối. Trong khi đó, nhu cầu người dân mong muốn được sử dụng ngày càng cao, nhất là trong tình trạng nước trong các khu dân cư bị ô nhiễm thường xuyên như hiện nay. Đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng, những năm gần đây một số hộ dân trên địa bàn thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã mạnh dạn cải tạo đồng đất, trồng rau an toàn cho hiệu quả kinh tế cao. Được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hỗ trợ đầu tư hệ thống nước tưới tiêu, hướng dẫn kỹ thuật canh tác trồng và chăm sóc rau an toàn, 120 hộ nông dân trên địa bàn thôn Đào Đặng đã mạnh dạn chuyển đổi đồng đất trồng cây rau màu truyền thống sang trồng rau an toàn. Với tổng diện tích trên 23 ha, các hộ đã trồng đa dạng các loại rau, củ phục vụ thị trường. Do được trồng và chăm sóc rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từ khâu chọn giống, nước tưới tiêu đảm bảo hợp vệ sinh, phân bón phải là phân bón hữu cơ hoai mục, và đặc biệt là thực hiện thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn của ngành nông nghiệp, nên sản phẩm rau của bà con luôn đảm bảo chất lượng được thị trường ưa chuộng, cho sản lượng và hiệu quả kinh tế cao. Trung bình một sào rau cho thu lãi trên chục triệu đồng một năm, cao hơn nhiều so với sản xuất rau truyền thống. Mặc dù bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang lây lan bùng phát mạnh và hiện chưa có thuốc, vaccine phòng và trị bệnh, nhưng một số địa phương và người chăn nuôi vẫn thờ ơ, chủ quan với công tác phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh. Theo thống kê của Chi cục Thú y, hiện toàn tỉnh đã tổ chức tiêu hủy trên 103.000 con lợn của gần 9.000 hộ thuộc 621 thôn,
151 xã của 10 huyện thành phố và hiện dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhằm khống chế dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các cấp, ngành nông nghiệp, đặc biệt là ngành thú y tỉnh và người chăn nuôi đang tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn lợn. Tuy nhiên, những ngày qua ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh ta vẫn xuất hiện hiện tượng như vứt xác lợn chết bừa bãi ra hệ thống thủy lợi, tiêu hủy lợn mắc bệnh không đúng với hướng dẫn của ngành thú y, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan và phát sinh dịch bệnh. Trước tình hình trên, ngành chức năng cần có các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, đến nay thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu là một trong 13 thôn khu phố tại huyện Ân Thi thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn. Sau 6 tháng triển khai, nhận thấy chủ trương bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thôn Lưu Xá là một trong những địa bàn đông dân cư nhất tại huyện Ân Thi với trên 2.700 nhân khẩu. Trước khi thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, thôn Lưu Xá có 4 chi bộ với tổng số 123 đảng viên. Thực hiện việc hợp nhất, hiện nay toàn thôn có duy nhất một chi bộ. Được biết, 4 đồng chí là bí thư các chi bộ 4, 5, 6, 7 cũ, hiện nay đảm nhận chức danh là chi ủy viên chi bộ thôn Lưu Xá. Trước kia tôi làm bí thư chi bộ 5, chúng tôi rất nhất trí đồng thuận, nghĩa là sát nhập vào thành một chi bộ. Việc nhất thể hóa này góp phần tinh gọn bộ máy cán bộ cơ sở, tạo sự thống nhất đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến khâu tổ chức thực hiện, tiết kiệm thời gian hội họp, phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu thôn, qua đó khắc phục được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Tôi là luôn luôn là nêu cao cái tinh thần, cái trách nhiệm của mình, chịu khó học hỏi, nắm bắt được những các cái chủ trương chính sách để tuyên truyền cho dân và các đoàn thể chính trị ở trong thôn. Từ năm 2018 đến nay, thôn Lưu Xá đã vận động nhân dân công đức khoảng 2 tỷ đồng để xây dựng tôn tạo chùa và cải tạo ao làng. Trong sản xuất nông nghiệp đã thống nhất được giá thuê máy làm đất và lịch gieo cấy đảm bảo khung thời vụ, đẩy mạnh phong trào toàn dân thi đua làm kinh tế, gìn giữ và phát triển các ngành nghề truyền thống tại địa phương như làm nón, làm chổi, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Hiện nay thu nhập bình quân đạt trên 40 triệu đồng một người trên năm, thu nhập của người dân tăng cao, góp phần tạo đà thúc đẩy các phong trào thi đua khác tại địa phương. Xã Dải Trạch, huyện Khoái Châu là cái nôi của hát chống quân Hưng Yên. Đã có một thời, hát chống quân Dải Trạch bị mai một, nhưng bằng niềm say mê, nhiều nghệ nhân đã tìm tòi các tài liệu để khôi phục làn điệu này. Những năm gần đây, các nghệ nhân còn tiến hành dạy hát chống quân trong các nhà trường. Xã Dải Trạch, huyện Khoái Châu là cái nôi của hát chống quân Hưng Yên. Đã có một thời kỳ, hát chống quân Dải Trạch bị mai một, nhưng bằng niềm say mê, nhiều nghệ nhân đã tìm tòi các tài liệu để khôi phục làn điệu này. Những năm gần đây, các nghệ nhân còn tiến hành dạy hát chống quân trong các nhà trường. Từ năm 2014, câu lạc bộ chống quân xã Dạ Trạch đã tiến hành việc dạy hát chống quân trong nhà trường. Ban đầu các lớp học hát chống quân chỉ được tiến hành ở trường tiểu học Dạ Trạch, sau đó được nhân rộng đến trường trung học cơ sở Dạ Trạch. Đến nay đã có nhiều lớp thế hệ học sinh ở Dạ Trạch được học và yêu thích hát chống quân. Con rất thích học hát chống quân vì đây là một loại hình âm nhạc rất nổi tiếng ở quê hương con. Việc truyền dạy chống quân cho học sinh được nhà trường và giáo viên rất ủng hộ. Các em muốn cho các em học chống quân thì là các em sẽ biết được những lời hay ý đẹp là một này, biết gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc là hai. Hy vọng với việc làm này, chống quân Dạ Trạch sẽ được lưu truyền và phát triển hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.